Cô thân ái chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn 10 của trang web olm.vn. Tạo lập thế giới là một chủ điểm thú vị khi mang đến cho người đọc những kiến thức mới mẻ về cách nhìn nhận của con người từ thời cổ đại nguyên sơ về trời đất, không gian, vũ trụ hay các vị thần. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với một văn bản rất thú vị đó là đi san mặt đất với tác phẩm này chúng mình sẽ không khai thác ở khía cạnh thể loại mà các bạn sẽ cùng cô tập trung khai thác ở chủ điểm vì thế chúng mình sẽ chú ý về nội dung ý nghĩa của văn bản bài học của chúng ta sẽ đi qua các nội dung chính như sau thứ nhất nhận thức của con người về thế giới thứ hai quá trình tạo lập thế giới trong nhận thức của người lô lô Trước khi đến với phần tìm hiểu văn bản, các bạn có thể đọc tác phẩm Đi san mặt đất ở sách ngữ văn 10 tập 1 trang 18-19. Bây giờ hãy cùng đọc với cô tác phẩm ngày hôm nay mà mình sẽ tìm hiểu các bạn nhé. Ngày xưa từ rất xưa, người già không nhớ nổi, mấy trăm mấy nghìn đời. Ngày xưa từ rất xưa, người trẻ không biết tới, mấy nghìn mấy vạn năm. Người mặt đất ăn chung, cùng đi và cùng ở, trong bắp trên núi cao, uống nước từ bụng đá. Người mặt đất sống chung, cùng ở và cùng đi. Bầu trời nhìn chưa phẳng mặt đất còn nhấp nhô, phải đi sang bầu trời, phải đi sang mặt đất. Kiếm con trâu sừng cong, chọn con trâu sừng dài, đẻo cho trâu cái ách, đục lỗ ách luồn dây, chảo dẻo làm dây cày, thừng dài làm dây bừa. Trâu cày bừa sang đất, chẳng quản gì nhọc mệt sang đất là việc chung, người tìm hang chuột chuỗi, gọi hắn hắn rung râu. Suốt ngày trong lòng đất, tôi có thấy trời đâu, trời lại tìm cốc ếch. Đứa tặc lưỡi ngồi nhìn, đứa thì kêu ộp ọp, chân tay tôi đều ngắn, sang mặt đất sao nên. Để chúng tôi gọi lên, xin trời đổ nước xuống, sống nào cũng không đi, người gọi nhau làm lấy, nhiều sức chung một lòng, sang mặt đất cho phẳng, nhiều tay chung một ý, sang mặt đất làm ăn. In trong Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam, tập 6, Văn học dân tộc ít người, quyển 1, Nông quốc chấn chủ biên, Tràng thị sàng, Lê Trung Vũ sưu tầm, dịch, nhà xuất bản văn học Hà Nội, 1979, trang 432 đến 438 các em thân mến như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc qua văn bản đi sang mặt đất sau khi đọc văn bản theo em nội dung bao quát của văn bản là gì chính xác đi sang mặt đất là truyện thần thoại bằng thơ của dân tộc lô lô cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa các bạn thân mến, đi sang mặt đất là một truyện ngủ ngôn của người Lô Lô, trích từ Mẹ Trời Mẹ Đất, một trong những tác phẩm hay nhất nói về công cuộc cải tạo thiên nhiên của người dân. Vậy, cách nhận thức của con người về thế giới thiên nhiên thế nào khi họ chưa thực hiện cải tạo? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần đầu tiên các bạn nhé! Trước hết, chúng ta có thể nói về thời gian được nhắc đến ngày xưa từ rất xưa người già không nhớ nổi mấy trăm mấy nghìn đời ngày xưa từ rất xưa người trẻ không biết tới mấy nghìn mấy vạn năm có thể thấy thời gian được người lô lô nhắc đến có tính chất ước lượng không xác định điều này cho thấy được con người đã nhìn nhận thế giới thiên nhiên từ thời sơ khai vậy thì hoàn cảnh của con người trong giai đoạn này thế nào người mặt đất ăn chung cùng đi và cùng ở trồng bắp trên núi cao, uống nước từ bụng đá, người mặt đất sống chung, cùng ở và cùng đi. Có thể thấy thiên nhiên còn hoang sơ, còn người chưa thể khai thác và sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Trong giai đoạn đó, con người đã quyết định đi sang bầu trời, đi sang mặt đất. Theo em, vì sao con người lại quyết định như vậy? Đúng thế, ở đây người dân Lô Lô đã lý giải như sau. Vì bầu trời nhìn chưa phẳng, mặt đất còn nhấp nhô. Con người thời xa xưa đã nhận thức về thế giới còn khá thô sơ, tuy nhiên họ hiểu được vai trò của chính mình. Vậy, cụ thể con người đã có quá trình cải tạo thiên nhiên ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 các bạn nhé! Trên hành trình chinh phục đi sang bầu trời, đi sang mặt đất, con người đã nhờ đến sự giúp sức của trâu để sang bằng mặt đất trâu không hề quản mệt nhọc và rồi người cũng ý thức được sang đất là việc chung họ nhờ đến chuột chuỗi cốc ếch nhưng chúng không đi và rồi người gọi nhau làm lấy nhiều sức chung một lòng sang mặt đất cho phẳng nhiều tay chung một ý sang mặt đất làm ăn theo các em đoạn thơ trên có ý nghĩa gì chính xác con người ý thức được nếu chung sức chung lòng thì việc gì cũng làm được con người đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo thiên nhiên góp phần tạo ra thế giới với người lô lô xưa quá trình cải tạo thế giới là một khoảng thời gian rất dài từ khi con người mặt đất còn sống chung ăn chung ở chung con người phải đi từng bước từng bước tạo dựng làm nên mặt đất từ những sự vật thô sơ ban đầu Đến đây cho cô biết văn bản đi sang mặt đất khác với thần trụ trời, Bromete và loài người ở điểm nào về nội dung. Chính xác, sau đây là một vài gợi ý của cô. Tác phẩm Đi sang mặt đất kể về thế giới khi đã có loài người, nói đến vai trò cải tạo thiên nhiên của con người nhiều hơn, không giống với các thần thoại khác như là thần trụ trời hay Bromete và loài người. Hai văn bản sau thì là các văn bản thần thoại khai thác chủ yếu về việc sáng tạo thế giới và muôn loài của các vị thần các em thân mến như vậy chúng mình đã vừa cùng nhau đến với một văn bản thần thoại của người lô lô các em đã biết được nhận thức của người lô lô về cách họ tạo dựng thế giới cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống thế giới được ra đời từ đó tác phẩm muốn nhấn mạnh vào vai trò của con người trong việc xây dựng thế giới và cuộc sống từ đó cũng thể hiện khao khát về đời sống ấm no và hạnh phúc của con người bà học của chúng mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé